Hello hello mọi người. Hôm nay thì mình sẽ unbox một đôi dép cao gót siêu xinh luôn nha. Đầu tiên là mình thấy xốp gói ghém khá là cẩn thận. Phần gót giày được bọc bằng mấy lớp giấy liền. Đôi mà mình chọn là loại có 3 cái dây. Phần mũi của đôi này thì là dáng vuông nên khi đi lên chân trông cực kỳ trẻ trung luôn. Phần mình thích nhất chính là phần đệm đỡ này. Lúc đi thì sẽ êm và đỡ bị đau chân hơn ý. Em này thì phần gót cao 7 phân, mình thấy độ cao khá là phù hợp. Dùng để đi hàng ngày cũng được nè. Đặc biệt là mình thấy đi lên chân trông khá là thon ý. Em này thì mọi người có thể phối với các loại quần dài hoặc là váy dài cũng rất là xinh nha. Điểm trừ duy nhất mà mình thấy là phần đế sẽ hơi trơn một chút, nhưng mà với giá chỉ khoảng 150 thì mình thấy chất lượng quá là ok luôn. Hello hello mọi người. Đã ai từng mua hàng nhiều quá xong rồi quên mất mình đã mua gì không? Hôm nay thì chính mình đã gặp phải trường hợp này. Mình quên mất là đã đặt mua em này rồi nên là lần này đã mua cái thứ hai luôn. Và tất nhiên là mình sẽ cho em gái mình thừa kế lại cái váy này rồi. Lần này thì mình có đặt thêm một cái váy hai dây màu be nữa. Shop còn tặng kèm cho một cái dây chu màu tóc nữa này. Em này thì phần dây ở trên có thể điều chỉnh được dài ngắn nha. Và tất nhiên là ở bên trong cũng có một lớp lót nên là mọi người không lo váy bị quá mỏng đâu. Mặc lên thì cũng không hề bị ngứa nữa. Mình rất thích mấy cái kiểu váy có chia tầng như thế này. Mặc lên có một kiểu phồng tự nhiên ấy. Mà chất của em này thì mặc như không mặc luôn. Mát mẻ dã man ấy mọi người. Em này thì mình nghĩ là có thể mặc đi biển hoặc là khoác blazer như thế này, mặc đi chơi đi cà phê các thứ cũng ok la lắm luôn. Mình sẽ để link của em này ở trên bio cho mọi người có thể tham khảo nha. Hello hello mọi người. Hôm nay thì mình sẽ thử unbox một set baby doll siêu hot gần đây luôn. Mình mua set này chưa đến 200.000 ý mọi người ạ. Em áo baby doll này thì là chất vải đũi khá là mát, tuy nhiên là có hơi nhiều chỉ thừa một chút. Em này thì có 3 cái cúc và 3 dây buộc ở trên, phần ở dưới kiểu xòe ra khá là dễ che khuyết điểm bụng nha. Trong set này thì mình thích cái váy này hơn, dù chất hơi mỏng nhưng màu khá là xinh nha. Điều khiến mình bất ngờ nhất đấy là bên trong còn may cả quần nữa mọi người ạ, nên là khi mặc mọi người có thể yên tâm là không sợ bị lộ gì đâu nè. Mình thấy set này dễ mặc lắm luôn ý, mọi người có thể mặc đi chơi đi học cũng đều ok la hết luôn. Mình sẽ để link của set này trên bio cho mọi người tham khảo nha. Hello hello mọi người. Hôm nay thì mình sẽ unbox mấy đồ mà mình mua ở shop yêu thích của mình ở trên Shopee. Lần đầu tiên mình mua ở shop này thì cũng phải cách đây tầm 2 năm rồi. Đến bây giờ mua lại thấy shop vẫn siêu chất lượng luôn. Vừa mở gói hàng ra thì đã thấy mùi thơm ơi là thơm ý. Lần này thì mình đặt một em váy hoa nhí màu đen để mặc với áo phông. Bên trong váy có một lớp lót co giãn màu đen cực kỳ xịn sò luôn nha. Đây đây, mặc lên trông xinh như này mà mình bảo chỉ có hơn 100.000 thôi thì mọi người có tin không? Tiếp theo thì mình có đặt thêm một em váy hai dây màu be. Em này thì cũng chỉ có hơn 100.000 thôi. Váy này thì ở ngoài là một lớp von mỏng. Bên trong thì cũng có một lớp vải lót nhưng mà hơi mỏng một chút nha. Ui mọi người, em này mặc lên trong kiểu nắng thơ cực kỳ luôn. Điểm trừ duy nhất đấy là váy này không có size nên là mọi người nhớ xem kỹ số đo trước khi mua. Bạn nào mà người nhỏ nhỏ một chút thì mặc xinh lắm luôn. Hello hello mọi người. Hôm nay thì mình sẽ unbox một em áo siêu dễ thương. Dù mình chỉ đặt áo qua Shopee thôi nhưng mà shop cũng gói ghém rất là cẩn thận. Em này là một kiểu áo crop top có màu vàng kem sữa. Bên trên thì có in họa tiết cherry siêu xinh. Mình thấy chất vải của áo này khá là lạ, kiểu có vân nổi lên hay ho cực. Mà mặc thì không bị nóng xíu nào. Ở đằng trước sẽ có hai cái dây buộc vào trông cưng xỉu luôn ý. Ngoài ra thì trong set này sẽ có thêm một cái áo trắng để mọi người có thể mặc lót ở bên trong. Chất liệu của em này thì cũng hơi co giãn một chút. Áo này thì mọi người có thể tận dụng để mặc trong những bộ khác cũng rất là ok luôn. Ui mọi người ơi, thực sự là em này lên dáng quá là xinh. Mặc lên trông kiểu vừa sexy vừa dễ thương hai trong một luôn. Điểm trừ duy nhất là mình mặc thấy hơi chật một chút. Bạn nào mà 46 cân trở lên thì có thể tham khảo chọn size M cho thoải mái luôn nha. Hello hello mọi người. Hôm nay thì nhân dịp người yêu mình giảm được 3 cân liền nên là mình đã quyết định tặng cho bạn ấy một món quà để bạn ấy có thêm động lực tập tành chăm chỉ hơn. Set này thì mình thấy tận 12.000 lượt mua và tận 4,9 sao luôn ấy mọi người. Mình thấy chất vải này thì rất là mát, kiểu thông thoáng rất là hợp để chơi thể thao hoặc là mặc ở nhà cũng được nè. Tuy nhiên thì chính vì thế nên cũng không được dày dặn lắm đâu mọi người. Điểm mình thích nhất đấy là phần cổ có một lớp đệm như thế này. Khi mặc vào thì sẽ không bị bó sát vào người và khó chịu đâu nha. Bây giờ thì mình sẽ cho vào hộp, xì thêm một ít nước hoa vào nữa cho thơm tho. Còn đây là lúc mình mang đi tặng, bảo nắm tay mình đi thì chả hiểu làm cái trò gì không biết nữa. Bây giờ thì đang sung sướng mở quà. Nói chung là mình thấy với giá tiền của em thì này chất lượng cũng quá là ok luôn nha. Hello hello mọi người. Đây chính là số ốp điện thoại mình đang có. Hiện tại thì cũng chưa đầy lắm nên là hôm trước mùng 5 tháng 5 mình đã tranh thủ mua siêu nhiều ốp nữa luôn. Shop mình mua thì có cả dịch vụ in ảnh nữa, tiện in luôn 4 cái để trang trí. Còn đây chính là tất cả số ốp mà mình đã mua. Hình như cũng phải đến tầm 20 cái mọi người ạ. Mình mua nhiều để mỗi ngày thay một em cho mới mẻ. Tiện thể thì mua thêm hai cái case AirPods và mấy cái móc khóa xinh xinh để trang trí nữa. Đầu tiên là mình chọn mấy cái ốp trong suốt này, dán thêm ảnh với cả sticker vào là bao xinh luôn. Thêm cả một cái móc khóa lủng lẳng nữa cho đồng bóng này. Tiếp theo là mình chọn một cái ốp để lồng ảnh. Em này dùng làm ốp đôi thì quá xịn sò luôn. Mình chọn thêm cả một đôi ốp hình trái tim nữa. Còn đây là loại ốp có viền ở cam. Thực sự thì mình thấy màu nào cũng cưng xỉu luôn nên là mình đã quyết định mua hết để dùng dần. Mấy loại ốp in này thì đều là của shop tự thiết kế và sản xuất. Hình in sờ lên thì hơi sần sần một chút, cảm giác là rất dễ vệ sinh và không mịn bám bẩn nha. Nói chung là mình thấy mua ốp như một niềm vui. Mỗi ngày thay một cái ốp là thấy mới mẻ hẳn luôn mọi người ạ. Hello hello mọi người. Có ai mùa hè mà vẫn đi mua cardigan như mình không nhỉ? Mình mới đặt một em cardigan này siêu xinh ở trên Shopee. Đầu tiên là mình thấy shop này bọc hàng rất là cẩn thận luôn. Shop còn tặng kèm cả thư cảm ơn, kẹo và một cái tote bag nữa. Cuối cùng thì đây mới là nhân vật chính nè. Mình siêu thích cái màu vàng kiểu
kiểu như này, nên là lúc vừa thấy trên ảnh mình đã phải đặt mua luôn. Chất liệu của em áo này thì cảm giác rất là xịn sò. Phần tay và cổ áo cũng được gắn logo của shop xinh dã man. Các đường may cảm giác được chăm chút cẩn thận, không hề có một vết chỉ thừa nào cả. Còn đây là lúc mình mặc thử lên nè. Dù là dáng cardigan nhưng mà chất vải này mặc lên không hề bị nóng tí nào luôn. Em này thì mình mua để làm áo chống nắng cho xinh, hoặc là để mặc hôm nào mà muốn hách tuổi một tí. Mặc như này chụp ảnh lên chắc mọi người cũng nghĩ là học sinh cấp 2. Nói chung là mình thấy em này không chê được điểm nào, rất là xứng đáng với giá tiền luôn. Hello hello mọi người. Hôm nay thì mình sẽ cho mọi người xem hai cái túi mà mọi người hỏi mình nhiều nhất trong thời gian gần đây luôn. Đầu tiên là một em túi trắng thêu hoa. Em này thì có phần khóa kéo khá là đẹp, theo một cái dây xích nhỏ nhỏ nữa. Dây mảnh đeo lên xinh lắm luôn. Chỉ có một điểm trừ duy nhất, đấy là cái dây xích này không thể điều chỉnh được độ dài ngắn khác nhau. Mình thấy em này thì để được khá là nhiều đồ. Mọi người có thể đeo túi này và mặc áo dài, hoặc là mặc với mấy bộ điệu đà nữ tính một chút cũng rất là xinh nha. Mình thấy em này trừ màu trắng ra thì mặc với màu nào cũng hợp lắm luôn ý. Tiếp theo là một em túi màu đen cũng rẻ và đẹp không kém. Chất da của em này thì nhìn khá là xịn. Túi có khóa kéo và phần nắp đậy có hút nam châm, nên là mọi người có thể đựng đồ cực kỳ chắc chắn luôn. Túi có một cái dây dài để mọi người có thể đeo chéo hoặc đeo thẳng nha. Còn mình thì chỉ hay đeo kiểu kẹp nách này thôi. Em này thì cực kỳ dễ phối đồ, hầu như phối với bộ nào cũng hợp lắm luôn. Hello hello mọi người, hôm nay là lần đầu tiên mình thử đặt mua kính mắt ở trên Shopee mọi người ạ. Dù là mua online thôi nhưng mà shop cũng đóng gói rất là cẩn thận. Shop còn tặng thêm một cái hộp siêu xịn sò và một cái khăn lau kính luôn. Vừa mở ra thì đã thấy kính có mùi thơm nức luôn ý. Em này thì mình cảm giác cái gọng kim loại của nó rất là chắc chắn. Ở giữa kính thì có một cái phần đệm mũi này, để khi đeo thì kính cũng không bị tì vết lên sống mũi. Mình thấy mỗi ở đây có loại này thôi nên là mình phải mua luôn. Phần vít của em kính này cũng rất là chặt nên là khi đeo mọi người cũng không sợ cúi đầu xuống bị rơi đâu nè. Bây giờ thì mình sẽ thử đeo cho mọi người xem nha. Ui mọi người ơi, mình không ngờ là đeo lên trông còn xinh hơn cả tưởng tượng của mình nữa. Bình thường thì mình chỉ hay đeo những kính màu basic như là màu đen, màu nâu hay là màu xám thôi. Nhưng mà lần này mình đã dũng cảm mua một em màu hồng, đeo lên trông trẻ trung hơn hẳn mấy em tối màu luôn. Bác nào mà mặt tròn tròn như tôi thì có thể tham khảo dáng kính này mình nha. Mình sẽ để link sản phẩm này trên bio nhé. Hello hello mọi người, nếu mà để nói về các loại áo thun là mình hay mặc thì hầu hết là mình đều mua ở các local brand ở Việt Nam. Hôm nay thì mình thử đặt một cái áo phông của shop này, chỉ là mua online thôi nhưng mà shop cũng tặng kèm túi giấy rất là chu đáo. Ngay từ lần đầu nhìn thấy hình em gấu này là mình đã phải đặt luôn. Hình in thì cực kỳ sắc nét, sờ lên thì siêu thích ý mọi người. Áo này thì cũng không hề có vết chỉ thừa nào luôn. Chân này thì mặc mùa hè cảm giác rất là mát. Có nữa. Một điều mà mình siêu tiếc khi mua em áo này đó là lúc đầu mua thì mình dự định mặc oversize nên là mình đã đặt size lớn hơn size mình hay mặc một chút. Cuối cùng thì mặc lên nó to hơn mình tưởng tượng rất là nhiều. Nhưng mà không sao vì chú gấu kia vẫn quá xinh. Còn đây là ba cách mà mình hay mặc về áo phông. Đầu tiên là mặc với chân váy tennis, kiểu thứ hai là mặc với legging đùi như thế này cho năng động trẻ trung, và cuối cùng thì không thể thiếu kiểu mà mình thích nhất, đấy là phối với cả chân váy dài. Kiểu này thì mình thấy vừa lịch sự vừa xinh xắn, mặc đi đâu cũng hợp hết luôn ý. Hello hello mọi người, hôm nay thì mình sẽ unbox hai cái áo mà mọi người hỏi mình siêu nhiều luôn. Hai em này thì đều là áo màu trắng trễ vai, mình cứ phân vân hai cái nhưng mà cuối cùng thì chọn cả hai vì luôn. Thực sự là em nào cũng xinh xỉu không biết chọn cái nào. Em đầu tiên này thì có tay phồng béo nhú khắp nơi luôn, trước ngực thì có một phần vải rất là xinh, mình không biết gọi cái này là gì nữa. Nhưng mà bạn nào mà ngực nhỏ như mình thì em áo này che khuyết điểm rất là tốt cái nha. Này thì mọi người có thể mặc hai kiểu, mặc trễ vai hoặc là kéo lên trên như thế này ấy. Trông cũng xinh dã man, hoặc là luôn. Mọi người có thể cho phần gấu áo và phần chun bên trong, mặc với tennis skirt này cũng xinh nè. Còn đây là một em trễ vai chất von bóng, em này phần mặt sau thì có bo chun rất là xinh luôn. Mặc dù làm bằng chất vải von nhưng mà em này mặc lên thì không hề bị ngứa tí nào. Mấy kiểu áo này thì mình nghĩ là mặc với váy hay là quần nào cũng đều cực kỳ xinh luôn nha. Hello hello mọi người, mọi người hay hỏi mình mua giày ở đâu, nhưng mà thực sự mấy link mình mua giày thì đều bán hết mất rồi, nên hôm nay mình sẽ đặt mua đôi này để share link cho mọi người luôn cho nóng nha. Lần này mình mua một em mũi nhọn hở gót, chất liệu của em này thì cực kỳ dày dặn mà đi lên chân thì thấy vẫn mềm lắm nha, không hề bị đau chân một tí nào. Điểm mình thích nhất ở em này là phần đế có một lớp lót nên là lúc đi vào chân thì cực kỳ êm luôn. Lúc đi thử thì chân mình hơi bé so với giày, đằng sau giày có chỗ để điều chỉnh nên là mình vẫn đi vừa. Bình thường đi học đi làm thì mình hay phải đi giày kiểu nghiêm túc một tí, phải là giày kiểu không hở mũi chân. Mà thời tiết mùa hè ở Hà Nội thì quá là nóng nên luôn. Là mình thấy chọn em này là kiểu sự kết hợp hoàn hảo, vừa lịch sự nhưng mà vẫn mát mẻ. Mình thử đi giày này và phối với các loại quần và váy khác nhau để cho mọi người dễ tham khảo nha. À đúng rồi, mùng 5 tháng 5 thì kiểu gì shop này cũng sale, mọi người tranh thủ vào mua, mình sẽ để link ở trên bio nhá. Hello hello mọi người, hôm nay mình mới mua một set váy siêu xinh mà chỉ có hơn 200.000 thôi. Shop này thì mình đã từng mua một cái áo blazer rồi, lần này thì mình đặt thêm một blazer cộc tay để mặc mùa hè nè. Kiểu màu be này thì cũng rất là dễ mix đồ nữa. Ôi mọi người, mình không ngờ là chỉ có hơn 100.000 thôi mà áo lại kiểu không có vết chỉ thừa như thế này luôn. Tiếp theo thì mình đặt một em váy hai dây dáng dài, em này thì mọi người có thể điều chỉnh được độ dài ngắn tùy thích nha. Mình thấy chất vải này thì mặc cũng khá là mát, đặc biệt là có thể cho vào máy giặt thoải mái luôn. Bên trong thì có vải lót rất là mềm, mặc lên thì cũng không sợ bị lộ gì đâu nè. Mặc kiểu này thì mọi người có thể vừa đi chơi đi học đi làm đều ok la hết luôn. Điểm trừ duy nhất là nó vẫn hơi dài so với mình mọi người ạ. Mặc dù lần này mình đã rút kinh nghiệm và xem trước kích thước của váy, thế nên là bạn nào cao hơn mình một chút, tầm 1m58 trở lên thì mọi người có thể tham khảo nha. Hello hello mọi người, hôm trước lướt Shopee thì mình thấy shop này có đồ siêu rẻ luôn. Tất cả các đồ mình mua toàn dưới 150.000 thôi, hoàn toàn được đánh giá 5 sao ấy. Nên là mình quyết định mua thử để review cho mọi người xem nó có thật sự chất lượng không nha. Đầu tiên là mình mua một em quần bò cạp cao, phần hông và mông quần thì hơi bé nhưng mà mặc lên thì khá năng động trẻ trung và tôn dáng nha. Tiếp theo thì mình có mua một em váy hoa cúc, em này thì mọi người có thể mặc cùng áo sơ mi ở ngoài cho xinh. Còn mình thì hay thích mặc kiểu áo trắng ở trong nhến này hơn. Còn đây là món đồ mà mình thích nhất trong bốn em này, đây là kiểu quần công sở dáng suông nha. Chất liệu quần thì cực kỳ dày dặn, đường may thì siêu chắc chắn luôn. Nói chung là
đỉnh của chóp. Đây mình thử mặc lên cho mọi người xem luôn nha. Sáng quần này thì có thể che được khuyết điểm của chân và đùi, mà mình bảo giá chưa đến 100.000 nữa thì mọi người có tin không? Cuối cùng là mình mua một em váy trắng để mix với áo phông. Váy này thì có một lớp lót ở bên trong nhưng mà mình không thích lắm vì may bằng vải có pha nhiều ni lông nên là mùa hè mặc lên sẽ hơi nóng một chút. Mình sẽ để link của shop này ở trên bio, mọi người có thể vào để tham khảo nha. Hello hello mọi người, nghỉ lễ nên là mình với mấy đứa bạn cùng nhau thuê một căn homestay xinh xắn để tụ tập, tranh thủ lúc chưa có ai đến. Mình sẽ unbox một cái phụ kiện này xinh lắm ấy mọi người ạ. Đầu tiên trong set thì sẽ có một cái khay. Một thanh dài này thì ở dưới có gắn nam châm, có thể hút vào khay cực kỳ chắc chắn luôn. Còn đây là một cái cánh quạt thì phải. Cuối cùng là gắn mấy em unicorn này vào là xong nè. Ta-da, ui xinh xỉu ấy mọi người ơi. Phụ kiện của nến thơm nên là chắc chắn phải có nến rồi. Mình thử đặt thêm một cái nến nho nhỏ này nữa. Vì đi chơi thì không mang được nhiều đồ to ấy, còn phải dùng cái bật lửa trông hơi cúi ấy, mọi người thông cảm nha. Đầu tiên thì mình để vào, thắc mắc mãi không hiểu sao nó không quay. Hóa ra là em nó hoạt động theo cơ chế của sức nóng khi nến tạo ra, nên là nến phải để dưới vòng quay như thế này mới quay được nè. Ui mọi người ơi, mình thực sự là có thể ngắm cái em này cả ngày luôn ý. Vì mình cảm giác đây không chỉ là một đồ trang trí mà còn là một liệu pháp giúp mình thư giãn sau một ngày dài cực kỳ hiệu quả luôn.